Xin chào anh em nhé. Bữa nay mùng 8 làm cái video thì đồ nghề ai có nhu cầu alo. Nay hàng còn kiệt lắm này, bãi cũng kiệt hết này. Rồi cây số 1 này, cây số 1 là một cái kéo cật lá. Đó, chữ thì không thấy nhưng mà chữ đây này, chữ nó nằm ở trên cái ốc này này. Đó. Cái này dài lắm nha, cái này dài không được sáu mươi sáu. Đây. Dài 66 này. Trắng đỏ. Sơn màu trắng, sơn màu đỏ. Nha, nguyên lành nhá. Cật lá, cật lá ăn rau á. Đó, cái số 1 100k. Cái số 1 100. Đó, cái số 2. Số 2 cùng với kéo cật cành, cái này cật cành. Nhưng mà nó bể mình tí đây này. Anh mình thấy không? Bể tí đây này. Nó lưỡi sắc. Lưỡi là thép đen, sắc. Chưa mẹ chưa gì hết. Rồi. Cán nhôm. Cọc một bên cục xu à. Rồi, tem có tem nhưng không có chữ. Tem. Rồi, cái số 2, 100. Số 2, 100. Số 3. 3 là B, bạc. K, T, C, B, no. B, trừ no. 32 nhân 4.8 kg trên mét. Hai nhá. Cần lực á. Này. Đó. Vận tụ lực là nó mới gặp cái này xuống này. Là vừa ốc vừa ren. Rồi. Cái số 3. Còn thêm cái đục này này. Đục này đục 1. 8 ly. Tám ly tư. Tám tư. Đục. Hai cái này 100k. Cái số 3 100. Ba nhá, thêm cái số 3 nhá. Rồi, tiếp tục cái số 4. Số 4 này. 4 là một cái đi chuột 17 21, một cái này rơ này. Đây rơ này. Vẫn thì ok. Làm kiểu. Cái này 4 này này. Này không có chữ. Rồi, hai cái này 120k. Cái đuôi chuột nó hơi rớ. Đồ mà đồ riêng đồ ấy nó không có rớ mấy đâu, nhưng mà cái này nó rớ này. Nha. Anh em chú ý nha, không đến khi nói là mua đồ rơ, đồ đây là không được đó nha. 1, 2, 10. Ồ, số 5. 5, cái dầu rửa này.
cán nguyên zin luôn, chắc chắn. Nó đóng đinh nha, nhưng mà chắc. Đó, còn có mẹ tí đây này. Cái mái là hết rồi. Kia. Một ly. Đó, chữ của nó này. Đây, chữ Nhật này. Đó. Cái này lau này có chữ thôi. Cái này về sử dụng tốt, không mẹ không gì hết. Nó xuất thì đây. Đó. Cái này trong trong góc nó cũng không có sao mấy, không ảnh hưởng gì mấy. Đây nhá, chữ này, chữ ok này. Rồi, cây số 5 280. Năm 280. Sáu. Đó, cán chắc chắn. Không lắc không gì hết á. Cái này nó cầu táo này giống bị gãy nha. Sao rừng nó vậy? 1 2 40, cái dài 40. Cái số 5 dài 4 mấy 45. Cái này dài 40. Hơn hơn 40 ứng áng vậy thôi. Cái này sắc, cái này mài rồi. Đi mài này. Mài thử chặt bữa đó. Chặt mà có những cái này là anh em về mình nữa này. Đều có nó bằng tí này. Cho để cái này nó nhỏ này là chặt cẩn lên, cẩn cái tay ngón tay nó đau đau cái ngón tay này. Thì chặt nó ra. Tôi thì tôi không chặt. Để nguyên vậy chứ không chặt. Cùng đi chặt cây bừa đó. Cái này thử đi chặt cây ok lắm. Sau này. Đó. 2 8 10. Rồi. Số 7. Số 7 này. Cái này bữa trước tôn này. Được bán 200 mà tôn. Cái này để lại đi. Sai tự. Để lại sai đi. Rồi, tiếp tục. Rồi, cái số 7 này 100k. Cái móc an toàn. Đây, nung nguyên cái dây này. Cái này 1 mét á. Cái này 1 mét. Đó, cái dây của nó thế này. Vô cái thực lực. Đó, cột vô cái là cột cái dây vô người thì coi như là cột này vào móc này. Cột tem này. Đánh cái này vào này. Mịt của cái này. Còn không ăn là không được cũng nha. Đây chữ này. Chữ Trung Quốc hay là chữ Nhật chứ mà. Chữ Nhật á, Nhật bài thì chữ Nhật á. Rồi nha, có dây nha. Sợi dây 1 mét á. Rồi, số 7. 100k. An toàn. An toàn cái này, trước hết là an toàn. Số 8. Cái bú bin. Bin chêm con. Cán gậy. Đầu tròn. Đầu tròn đẹp. Không thấy chữ đâu cả. Làm thô không thấy chữ đâu hết. Rồi, cây số 8. Tám cộng thêm cái dũa này, cái đục này, dấu này.
dấu đục cái toe cỡ này mà dấu ok. Một số một cột thun cái này 100 can rồi, cái số 7 cái số 8 100. Rồi, cái số 9. Kẹp này này. Nhanh này, một con mất cán này. Làm cái cán mất cán. Đó. Nhanh. Cái nó có tuôn ít răng này, tuôn ít răng này. Đấy. Nhìn thấy không? Răng cái tuôn về là cái dùa dùa đi. Dùa. Thêm cái dùa này này, đây thêm cái dùa này này, dùa này nhìn thịt dét nhưng mà sắc lắm, dùa này, dùa đấy, tôi thì không có dùa, đó, về dùa là ok nhá, được chưa, thì cái này là 120 can, 120, nó bảo ở bãi mà nó thép là sáng không, thêm cái dùa này này, 120 kẹp nhanh rồi, cái số 9 9 100 10. Mười cặp dũa này, cặp dũa bên cây này này, cái này cây này mất đi, mất cái đầu này, nhưng cứ về chế vô được cái chế đầu này, cây này được số mấy đấy, số đâu rồi? Không có số, thôi không có số để ngoài đi, ngoài mình sai, cái nào vậy, rồi cái số 10 là một cái dũa chữ nhật này, dài khoảng 15 phân, tốt nha, sai tốt nha, nhám, một cái dũa tròn này. Tròn, gãy một khúc không? Gãy khúc không? Còn khoảng được 20 đấy, cần được dùng 20, một cái dù vuông này, vuông sắc lắm, dù tâm giác này, giác này sử dụng cần được dùng 30, cái này được cành của nó 18. Ô cái này đây. Số 10 trăm. Số 11 còn cái đầu này để lâu rồi, tôi chuyển nha, chuyển từ khoan gài mà sang cái này còn kẹp nha, đây mũi nào cũng sai được, mũi gài cũng sai được mà mũi kẹp cũng sai được đó. Cái này đây chữ
chi đó nha. Ôi, đầu này thôi, đồ cũ thì coi như xài xài để đỡ vậy chứ. Giờ còn thôi, còn ai đồ mới thì để tìm mua. Chứ giờ đồ cũ này thôi. Rồi, cái này 8k. Cây số 11 100. Cái này mà đi bãi mua là 180-200 gì á. Tôi mua kèm thì được cái giá đó đó. Nó lên răng à, thì răng nó đẹp không? Đẹp không? Chị chết nhưng mà răng đẹp không? Cái này của gì á, đồ rót nha, mi sao mi su nha, đây, thôi cái này 100k, một lít răng, một kim răng kim nước, tôi chỉ gọi một lít răng, người chỉ gọi là cái kim nước. Đó, 12, 100k. 13. 14 này. Cái này là 1 ký. 1 ký. Rồi, từ thì xem. Cái này là 1 ký. Có cái mọc đó này, 1 ký này. Điện thoại hôm nay không mở này. 1 ký. Hai đầu đẹp nhá. Đầu này có què tí, què tí thôi, cũng không có ảnh hưởng lắm. Cán, cán này hư. Đó, ai mà mua thì về xài đỡ này, nào hư thì làm, khi nào hư làm lại. Bắn cái đầu búa đó. Đầu búa cây số 13 150. Còn một cái đầu búa 3 ký nhá. Đầu búa 3 ký, anh mua 300 bán luôn nhá. Giờ không đưa ra đây, nhưng mà bỏ trong bao á, lâu lắm rồi chưa đưa ra, chưa sử dụng ra, còn đẹp lắm. Còn cái đồ này thì ai mà cần thì liên hệ này, to nhỏ này, đây này. Đây. Anh nào mà làm thì liên hệ nhé, đồ nhặt đó, to. Tô vựa phủ hô á, làm hô á, cái này nó hơi gồng thì đây đó, Nhật nó làm đơn giản á, cái khâu nó đút chỗ này à đó. Rồi hai cần liên hệ rồi tiếp tục cái này này, cái này ai xin cho này. Chỗ này này, cái này bót này, bột nước to ăn kia cây rồi, con này, này. Bót về cái này cái gì cũng không rõ. Được cái đầu của con là của mày cắt mày mài nhé. Đây, con, mày con. Đó, ai cần cho này. Đồ nhặt á, nhặt bãi á, nhẹ thì bỏ bao luôn.
Rồi tiếp tục cái 14 này, dù tầm dù chữ nhật này, chữ nhật nó chỉ có ba cành thôi nhá, đen cành, đen cành, đen cành, bên này trơn. Còn dù tròn này, tròn cái này chỉ 1/2 á. Đường kính hai cái này 26 rồi, dài 30 đó, sắp xỉ 30 hết. Cái này này chắc mấy chứ, 5 4 6 5 4 3 6 5 4 3 1 rồi lên anh em xem, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 này, 3 là 2 gì chứ, 8k. Cây số 14 100 bỏ hết rồi sang cái khác, sang motor, motor các loại này, cái này cái gì chứ này, nằm có máy gì á, anh em xem này coi như là cần để mua nha, cái số gì hết đấy. Đó, 50.000 cây. Đó, không rơi không gì hết, không rơi không lắc. 50.000 một cây. Còn này của Nati này, 12V 916 cũng là hắn này. Cái này của cái gì nhưng cũng không có tên, thầy số này. To con này, cái này còn to con, cái này mày chi á, mày lớn lắm, cái này lấy ngoài. Cái đuôi nó cấu tạo này này, đó. To con 50.000 cây, anh nào mua máy cũng được, cứ motor chạy sống ok. 50.000 cây, 10 cây tặng cây.
chuyển khoản 10 cây là gần 5 ký à, 3 ký, 3-4 ký à. Máy anh con này, anh nào mua thì hai cây máy cắt này, một cây 200 mà có tôn này, 250, cây 250 và hai cây này. Rồi còn cái hàng của đi Tây Ninh nó còn để lại này, cái tên mấy cái Tây Ninh, cái Sài Gòn nó để lại bộ điện này không chuyên, nói những vùng đỏ không chuyên. Rồi, và nay đồ ngon từng vậy đó. Rồi bây giờ đến đây là hết rồi. Thì anh em xem đây có nhu cầu alo. Dịch bệnh thì đề phòng, liên tục đề phòng. Rồi không tránh khỏi đâu. Này nó vẫn một năm thêm. Khổ. Rồi nhá. Nhưng mà ai có nhu cầu alo nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.